là vận động hành lang. Vận động hành lang được lợi thế chính trị nhiều hơn. À, dê già ơi. Bây giờ mới là con bom đầu tiên tối nay mà. Trông chán nhỉ. Dê già cáp 4. Con này giữ lại. Ok, đến phát anh nhắn cho. Có Nguyễn Tuấn gửi rồi nhé, thấy cả Nguyễn Tuấn đó. Lê Quan. Ê, hàng này ngon này. Lê Quan 21U, hàng này có khi giữ nhỉ. Lên chỉ số. Hát trích cơ mà. Gà nhận khắc tinh đại vàng. Thế mới lạ. Bách à? À. Bách nên giữ không nhỉ? Hay đập lên cộng 2 ván nhỉ? Minh Hòa chính xác. Hai mùa là mùa hot và rô à, đây rồi, rô đây rồi. Hai mùa là mùa hot với lại mùa LH là anh chưa thể mở được rô béo, rô điệu cộng 8. Hôm trước tôi mở ra buổi tối là mở 3 con rô điệu BTB, thế là buổi hôm đấy thì rô điệu ghi 3 bàn. Đấy, mở rô điệu tiếp rồi, khoản này thì MU thắng ATM ăn chặt luôn. Anh em an tâm all in vào MU nhá. Mới đầu mùa đã giật xếp hạng toàn cặp 1000 tỷ. Cũng đúng. Đúng. Giang Trung Sơn cần rô có rô nhá. Mỗi tội BTB thôi, bách nữa này. Bách khắm BTB. Nhìn này. Nó thật là anh em nên luyện bởi vì càng ngày các game bóng đá về sau nó vẫn cứ chỉ tối ưu cho tay cầm thôi. Mao à. Quang núi 22 tây phách. Chịch. Bà lắc BTB Sheva cáp đá một trận rồi đã ngon hả? Bà lắc BTB có vẻ dâng cao hơn. Ui, bắp bê. Sheva chạy chỗ ổn à? Chưa tới kỹ phải nó điểm ở hai chân nào. Ừ. Hình như không bán được. Đúng mẹ luôn. Thôi cậy ghi tạm bom đây. Con này chắc tầm khoảng 8 tỷ bay được. Mạnh nát đúng rồi, lọc bằng PC còn đỡ hơn, lọc điện thoại còn mệt nữa. Matic. Mất gần 20 phút. Lọc. Rửa MC được. MC ăn khá là ngon đấy. Á đủ đan dêm. Không được kên. Đan dêm mới đau. Giá tiền tạm tạm. Mỗi tội chỉ số thấp. Hummel á, 96 à. Đúng 96. 15 tỷ. Vật. Rooney. Ăn đủ. Đờ bú. 30 tỷ không? 46 à? Tôn Hôn đã gửi 75 sao. Ui. Thanh niên có ông anh bằng tuổi tôi mà chưa bao giờ chở người yêu về. Ghê vãi. Đờ bú. Hết à? À, tổng giá trị 50 tỷ bán được. Bappe đấy đấy bán được. Hung mèo bán chắc là bán mắc giá đây. Dan James bán min giá. Rô bán được. Như vậy trừ đi 51 tỷ, nick này tổng thu rơi vào tầm khoảng 200 nhé. Tổng thu nhập nick này tầm 200 tỷ. Ngoài này thì cũng hết rồi. Thank you.